Chào tất cả các bạn, quay trở lại với video ngày hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển một file SCRAD 3.0 sang file có đuôi là EE. Thì lúc này các bạn có thể copy cái file của mình sang bất kỳ một cái máy tính nào, nó cũng có thể chạy được. Các bạn có thể tham khảo cái bài này trên trang emyêutinhoc.com. Mình đã lấy ý tưởng ở đây. Còn bài của mình sẽ chia ra làm 4 bước. Chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất, đó là chuyển sang đuôi HTML. Thế thì việc đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị một cái file SCRAD, ví dụ như thế này. Sau đó các bạn sẽ mở cái trang, đó là HTML, như này lên. Và mình sẽ để đường dẫn ở phần mô tả, cũng như toàn bộ tài liệu mình đều để hết ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể copy rồi kích vào đó để làm theo hướng dẫn. Thì việc đầu tiên đó là cái ID, thì các bạn sẽ xóa cái ID này đi cho mình đó. Rồi mình ấn vào phần chọn tệp, mình sẽ chọn cái tệp mà mình sẽ chuyển sang đuôi HTML. Rồi mình tắt cái này đi ạ. Thì file đó mình để ở ngoài desktop. Đây, chương trình cùng em học bảo vệ môi trường. Rồi mình ấn Open. Đó. Tiếp theo là cái phần đặt tên. Thì mình sẽ đặt tên nó đơn giản. Ví dụ như mình để đặt tên là SCRAD. Đó, cho nó chung thôi. Thì sau này nó sẽ tiện cho cái phần của bước 2. Ở cái phần bước 2 chúng ta sẽ chỉ là cần làm một lần thôi, không cần phải làm nhiều lần. Rồi phần dưới các bạn cứ kéo xuống thôi. Rồi, sau đó các bạn ấn vào chữ HTML. Đó, thì các bạn thấy nó đã chuyển rồi cho các bạn rồi này, hiển thị trong thư mục. Từ đây mình sẽ copy cái này, Ctrl C, copy ra ngoài màn hình. Đó, các bạn có thể mở cái file này lên để kiểm tra. Nó sẽ chạy dưới chế độ HTML. Đó, ví dụ như này. Đó, mình quay lại. Như vậy cái công việc chuyển sang HTML đã xong. Mình tắt cái này đi. Và bây giờ mình sẽ tạo một cái thư mục để chứa hai cái tệp này luôn. Chuột phải này. Ví dụ như cái SCRAD này mình là cái đề tài về bảo vệ môi trường, mình sẽ viết là bảo vệ môi trường. Nhân thơ. Mình sẽ cho hai cái này vào trong này. Đó. Rồi. Chúng ta cùng chuyển sang bước thứ hai, đó là tạo file Packer JSON. Cái bước hai này các bạn lưu ý là các bạn có thể làm, chỉ cần làm một lần thôi. Thì đầu tiên là các bạn sẽ tải cái file đó là Node.js. Đây. Đây các bạn nhìn đây. Node.js. Cái file này thì nó có hai loại, một loại là dùng cho Win 64 bit, một loại là Win 32 bit. Của mình là 64 bit nên là mình sẽ dùng cái này. Thì để tải cái này về, các bạn có thể vào trang web, các bạn sẽ gõ chữ đó là Node.js. Đó, các bạn sẽ kích vào chữ, dòng chữ đó là Node.js.org. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy chữ download, các bạn kích vào. Đây, tại đây nó là dùng cho cài đặt Windows này. Loại 32-bit hay 64-bit, các bạn kích vào đây. Ví dụ kích vào chữ 64-bit thì lập tức nó sẽ tải về cho các bạn thôi. Đấy, còn mình thì mình tải về đây rồi. Thì các bạn sẽ kích đúc vào đây để cài đặt thôi. Rồi các bạn ấn run. Rồi like it, ok gì đó.
Còn mình cài rồi nên mình sẽ ấn cancel. Sau khi cài đặt xong rồi thì các bạn sẽ vào cái ổ C và tìm cái chữ Node.js này, mở ra. Trong phần này thì các bạn sẽ tạo một cái thư mục cho mình. Các bạn có thể tạo trùng tên cũng được, ví dụ là bảo vệ môi trường này, đó, cho nó dễ. Rồi mình đè xuống này. Sau khi tạo xong cái thư mục rồi thì mình sẽ mở cửa sổ CMD bằng cách các bạn kích vào phần tìm kiếm, ấn chữ CMD, Enter. Đó, thì lúc này cái cửa sổ CMD hiện ra. Thì tại đây các bạn sẽ gõ cho mình đó là chữ CD cách C2.Node.js sược. Thì cái lúc nãy chúng ta đã tạo cái thư mục đó là bảo vệ môi trường đó. Thì các bạn ấn vào, rồi chúng ta sẽ ấn Enter. Wow. Xin lỗi các bạn nha, mình gõ nhầm. Mình sẽ gõ lại này. CD này, C này, 2 chấm sược, thiếu chữ sược các bạn nhé. Node.js sược. Rồi, Enter. Đó, như vậy là chúng ta đã được rồi này. Sau đó các bạn sẽ gõ tiếp cho mình dòng chữ đó là LPM cách init cách trừ y. Bạn chú ý nhé, trừ y, rồi Enter. Các bạn một đợi một lát, nó sẽ khởi tạo xong cái code ở trong này. Rồi, như vậy chúng ta có thể tắt đi. Thì quay lại cái phần ổ C. Đây các bạn sẽ thấy mở cái bảo vệ môi trường này ra. Các bạn thấy có cái file đó là Packer này. Thì các bạn sẽ mở chuột phải này, Open with More. Thì các bạn sẽ mở dưới dạng Notepad ấy. Đó. Thì khi mà mở này ra rồi thì các bạn sẽ đổi tên cho mình. Thì ở trong cái phần bảo vệ môi trường này này, nó các bạn để cái file HTML như nào thì ở đây các bạn sẽ để như thế. Đây sẽ đổi thành là đây, mình sẽ copy ra. Đấy, add grad. Đây sẽ là add grad. Đổi chữ index này, add grad này, chấm html. Đó. Sau đó các bạn tắt nó đi và ấn stay. Có nghĩa là chúng ta đổi tên xong. Lúc này các bạn sẽ kích vào đây, ấn Ctrl C cũng được. Rồi quay lại phần cái thư mục này. Đó, các bạn ấn Ctrl V vào đây. Đấy, như vậy chúng ta đã có ba cái file. Như vậy công việc này của chúng ta xong. Đó, chúng ta xong hoàn xong bước 2. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ 3. Đó là sao chép file của bước 1, bước 2 vào LVGS. Thì ở đây các bạn sẽ mở cái phần chuyển exe này ra. Các bạn sẽ thấy có một cái file. Đây. Cái này là 32 bit nhé. Còn cái này là 64 bit. Thì các bạn sẽ giải nén nó ra cho mình. Thì ở đây mình đã giải nén rồi. Các bạn sẽ copy cái phần giải nén này. Đây, Ctrl C. Vào cái file đây. Cái file này, Ctrl V vào đây. Sau khi copy xong rồi thì các bạn sẽ copy cái file này và file này. Đó, hai file này. Ctrl X luôn đi. Mở cái này ra. Các bạn ấn Ctrl V cho mình. Đó. Đây. Các bạn thấy hai cái file này ở bên trong rồi này. Đấy, ở ngoài này chỉ còn một cái file chính này thôi, được chưa? Đấy là như vậy, chúng ta đã làm xong bước thứ 3. Rồi, chúng ta chuyển sang bước thứ 4.
chuyển HTML sang EXE bằng match là mình sẽ mở cái chuyển EXE này ra. Và các bạn nhìn thấy file đó là MacFX này. Các bạn sẽ ấn Ctrl C cho mình và copy vào cái file bảo vệ môi trường này, các bạn ấn Ctrl V. Và cái file này tốt nhất là các bạn cũng Ctrl X ra ngoài cho mình, Ctrl V. Đó. Như vậy chúng ta chỉ còn hai cái file như này thôi. Thì lúc này các bạn sẽ bật cái MacFX này lên cho mình. Các bạn sẽ ấn chọn Run. Thì lúc này nó sẽ hiện lên một cái giao diện như này. Cái ô đầu tiên thì các bạn sẽ trỏ đến đâu, các bạn thấy nó ở đây là desktop này, thì các bạn trỏ đến cái thư mục mà chứa hai cái file đấy cho mình thôi. Các bạn ấn OK. Cái ô thứ hai này thì chính là cái để các bạn tạo cái file EXE. Nó cũng chính là nơi các bạn để luôn, nhưng các bạn vẫn cứ để chọn cho mình đó là bảo vệ môi trường này. Để luôn tên file như này cũng được. Và lát nữa thì các bạn thích không thích thì tên file này các bạn có thể chuyển lại. Rồi các bạn ấn save. Rồi ô thứ ba mà các bạn quan tâm thì các bạn lại ấn vào chữ Pro cho mình. Thì các bạn chú ý này, mình vẫn chọn cái bảo vệ môi trường. Đây, đúp vào đây. Và các bạn chọn vào cái thư mục đó LWGS, rồi chọn chữ NWGS cho mình, rồi ấn Open. Đó. Còn những cái phần dưới này các bạn để nguyên C như này cho mình. Cuối cùng là ấn vào cái chữ Max S, FX cho mình. Thì lập tức nó sẽ đang khởi tạo cái file EXE cho các bạn. Cái việc chuyển đổi này nó có thể nhanh hoặc chậm tùy vào cái file của các bạn nó nặng hay nhẹ. Cái file của mình nó khá nặng cho nên cái công việc chuyển này nó sẽ hơi lâu một chút. Rồi khi mà máy báo như này có nghĩa là các bạn đã chuyển thành công, các bạn ấn OK. Đây thì các bạn sẽ nhận được cái file S-class như thế này. Đây, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây, các bạn quan sát. Đó. Như vậy là các bạn đã có một cái file có đuôi là EXE. Và các bạn có thể copy sang bất kỳ cái máy tính nào thì nó cũng có thể chạy được. Chú ý xem đó là cái Win của các bạn đó là Win 64 hay là 32 bit. Cái cách chuyển file 32 bit thì các bạn làm tương tự như vậy. Mọi cái thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình để ở dưới phần mô tả. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn thành công.